Hello các bạn, mình là Tim, mình đến từ Yarn News. Và hôm nay mình sẽ làm cái khảo sát dành cho giới trẻ về cái chuyện Let's go. Theo bạn á, một tuần bạn thủ dâm tự sướng bao nhiêu lần? Một lần. Khoảng 1 đến 2 lần. Một tuần đi ạ? À. Khoảng 5 lần. 5 lần hả? Vâng. À, ít là bao nhiêu? Có thể nhiều hơn hả? Có thể nhiều hơn hả? Ok, ok. Em nghĩ là chắc cũng tầm 4-5 lần gì thôi. 4-5 lần thôi hả? Em không rành cho nó. Chắc ít hơn là 1-2 lần. 1-2 lần hả? Tuần có thể là 3 lần, có thể là 5 lần. Em nghĩ là full tuần đó anh. Chắc vậy á. Con trai nên xuất một tháng ít nhất là 21 lần. Vậy thì một tuần là bao nhiêu lần? Cũng 5 lần á. Yeah. Ok ok, vậy tốt, tốt. Tụi hôm nào buồn thì thủ dâm thôi. Làm đó. Dạ đúng rồi. Xả stress. Dạ đúng rồi. Theo bạn á, một lần bạn thủ dâm á bao nhiêu phút? Khoảng 4 phút. Khoảng trong tầm 5 đến 6 phút. 5 đến 6 phút rồi. Chính xác. Hứng lên thì thủ dâm nhiều ạ. Còn lúc nào không hứng lên thì thủ dâm ít ạ. Mình nghĩ anh em tập gym thì chắc có lẽ cũng phải gần 20 phút. Phút hả? Vậy ok rồi. Đủ yêu. Không mà. Ok, good, good, good. Bạn có nghĩ cái chuyện thủ dâm có sai không? Em nghĩ thủ dâm là không sai. Tại vì đấy là nhu cầu của bản thân hoặc nhu cầu của người. Bạn có thấy cái chuyện thủ dâm bình thường không? Thủ dâm. Thủ dâm. Thủ dâm là gì? Thủ dâm là gì? Là chuyện ấy solo á. Là được chứ? Em thấy nó sai. Nó sai hả? Em thấy nó biến thái luôn. Chắc bình thường. Bình thường thôi. Không, bình thường mà lại. Ok. Cho dù đó là một cái chuyện bình thường về cái nhu cầu tâm lý cũng như là sinh lý, nhưng có lẽ là không nên lạm dụng quá nhiều. Mình nên giữ cái điều độ có ấy, thì các bạn chỉ nên thủ dâm một tuần khoảng 1-2 lần gì đó thôi. Thì em nghĩ điều đó không có gì sai, nhưng mà không có được quá lạm dụng nó quá. Cái điều đó thì không tốt, nó ảnh hưởng tới sinh lý bình thường của mình, cái hoạt động bình thường thường ngày của mình. Với lại nếu như mà công việc cũng ảnh hưởng, và học tập, nhất là học sinh tụi em thì cũng ảnh hưởng.